Đó, thì đây là con chó của anh Thắng nha anh em. Thì nó nghe tiếng cái nó nhìn lên anh em thấy không? Đó, thì đây là thằng Quỳnh Tả đúng không anh em? Đó. Ôi, ở phía sau nó có ai nữa anh em à? Rồi rồi. Hello. Mày vứt ca nhí rồi mày. Mày vứt ca nhí. Làm gì căng như ba, mày vứt ca nhí nó về nhà nó rồi. Tao thấy hổm giờ nó ở nhà mày mà. Nhà tao đâu, nhà tao. Rồi mấy thằng này là mấy thằng nào đây? Mấy thằng đệ của tao. Ủa rồi mấy thằng bay gà đậu xanh, rồi mấy thằng bay phản bội tao đi theo mập địch này hả? Tao bắn hay thì tụi nó đi theo tao. Mà hổm giờ mấy ca nhí đâu rồi? Nó ở nhà nó chứ nhà tao đâu ba. Hổm giờ tao thấy nó bắn ghê mà đánh bại Hùng, Lê Bình, Hắc Amazon ghê mà. Ừ rồi sao? Sao mày không thủ tao? Tao mày... đỉnh như không thủ. Mày bắn gà ăn chết, mày kia bắn làm gì? Đầu á. Gia đạn người vô đầu. Ờ, bây giờ mày kêu cái solo của tao đi. Mà clip này được trên 50.000 like đi thì tao mới có hứng tao bắn được. Rồi anh em nào chưa nhấn like thì kéo xuống giúp tôi nút like nha. Để mà đạt được 50k like nha. Mà mày bắn bằng máy vậy? Bắn máy mày cũng được nữa. Máy nào tao cũng bắn được, trình độ cao thì bắn nào cũng được. Mày chắc chưa, nó bắn dữ lắm nha. Chắc. Rồi nếu mà mày thua thì sao? Thua tao dẫn mày thua, ăn đi cua, ăn cua hoàng đế. Chắc chưa? Chắc. Mày thua tao mày dẫn tao đi ăn chục con cua hoàng đế kìa. Ừ, chắc chưa? Ừ. Rồi, đi theo tao. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, mày ngồi từ từ thôi. Trời ơi trời, cái ghế nó gãy luôn mày ơi. Gãy gì mà gãy, tao nhẹ. Rồi bây giờ mày lấy máy của tao là mày bắn với Invict ca nhí đúng không? Ủa, mà tao nói trước nó bắn dữ lắm nha. Ok. Ok anh em ơi, bây giờ Quỳnh Tả nó sẽ solo với Invict ca nhí, mày chuẩn bị đi thằng mập đi. Trời ơi, ba đồ quỷ này mày giật cái tay nghe tao cho tao hua gì. Invict ca nhí ơi, em nói nó một câu gì đó xịn xịn sợ em. Mà tao đã chuẩn bị sẵn rồi đấy, thằng Quỳnh Tạ gầy gò ốm yếu. Bây giờ trận này mà mày thắng thì tao lên tới Hà Nội tao á vặt lông mũi mày luôn. Trời, cái thằng này đủ cẩm mày gáy dữ vậy. Chưa mà ủi cái cục cất vô nè. Vô. Rồi ok, bây giờ em biết ca nhí rồi, em lấy cái đầu nó cho anh, cái đầu của nó là không còn cọng tóc luôn em ơi. Sao mà lấy đầu nó được? Rồi cái thằng này rồi, nó biết thế nào xin... lấy đồ đi thầy. Anh em coi thằng Quý nó cái chuyện mấy thằng này bây giờ nó phản bội tôi rồi anh em à. Đó, ôi bắn PC của tôi là khe cũng cựng cựng rồi. Ôi ơi, bắn gì vui vậy nha mập địch. Sao mà chết được rồi? Đâu chết đâu? Đó, đó. Ở đâu? À, chơi mua ngủ trời. Ở dưới ca dĩ này đâu có mua ngủ, dưới ca dĩ mà em bắn nó vô cái đầu nó cho anh em cái dĩ ơi. Bây giờ okay, bây giờ bắn không đặt keo luôn đi, mày đặt keo hoài vậy? Trời đặt keo không lẽ giờ không đặt keo, cầm xe cơ lớn mà không đặt keo. Ờ, cái tuổi gì mà mập địch. Chơi mà chơi muốn ngủ cái thằng này thiệt là chơi dơ dữ vậy. Mày không mua không mua tự nhiên mày bỏ mày. Mày hại tao quá, mày cố tình đồng phe nó quá. Giờ tao lên tao lụm cái đầu mày nè. Đầu cái đầu mày không còn không tóc kìa lụm. Mày nghĩ sao vậy, mày nghĩ sao mày mập địch mày bê hắn 2k8 đi ông nội. Trời trời, dữ kìa. Mày thấy tao bắn chưa? Mày coi phun mũ nè. Ok. Đại ca gán lên đại ca ơi. Trời lỏ anh đại ca ơi. Phun vậy luôn đại ca. Ê mày chơi mày đụng cái tay đó hoài vậy. Đại ca bắt cái mặt đại ca đỉnh cao vậy. Trời ơi đại ca ra đầu hai đứa tóc chưa. Trời ơi má cái tiếng của mày bị gì quý. Đại ca thuận với đại ca. Lòng phép nhét vô đại ca em ơi. Đó là anh đấm cái bàn phím mình đang ăn. Ê, cái ca dĩ đây, cố lên, cái ca dĩ đây. Má, cái bàn phím của mày bàn phím lỏ. Ủa, cái gì chưa? Đẳng cấp. Mẹ, cái bàn phím này, mày nghĩ thích ra vậy đó. Mày nghĩ nó xuất ra vậy tao không bắn được à. Bữa nay mày gài kèo tao quá ô quý. Bây giờ nè, tao bắn đây, mày bắn đi. Mày dễ tin tao nha, tao bắn cho. Rồi đó. Rồi đó, em với ca dĩ đây. Hôm nay em bắn lên dữ vô cho anh. Càng này nó ngu lắm. Cái gì bắn em xa vậy, chứ dơ dữ thôi. Rồi lên đi. Sao cái thằng Quỳnh ôm nhớ anh không mày nói. Tao không nghe cái gì luôn á. Mà thôi kệ, bắn cái mày cần gì nghe. Trời ơi. Mày bắn một chim chân chạy gì vậy. Bình tĩnh thôi. Trời ơi. Trễ với nó. Đủ cảnh. Yếu rồi. Hai thằng đều yếu rồi quanh đây. Căng lắm, ngàn 36 kế chạy đụng sách. Rồi lẹ đi em đi yếu rồi quanh đây. Trời ơi trời, thấy yếu vườn tới hả? Nó yếu rồi. Lụm. Đại ca. Tôi biết tao là chùm ok chưa? Ở đây tao là chùm. Má gì banh. Em với ca nhí ơi, Cái gì? Em nói nó câu gì đó, cái thằng này nó láo quá, nó kinh thường anh, bây giờ em qua. Em bắn nó hết sức cho anh đi. Ok, cái thằng này. Mày bắn nổi không đó? Kiến mà. Rồi, cái thằng mập địch, mày bắn làm sao mày phun nó đỏ rồi, nhà mày bắn phun nó đỏ lắm mà. Mày qua mới tính tao chay là mày bắn khác liền đúng không? PC mày cùi quá à. Trời, PC tao 100 tuổi đó mà cùi. Trời ơi, em lấy cái đầu rồi.
À, coi là một lần nhất nha. À, một lần nhất nè. Rồi. Đâu? Một lần nhất đâu? Một lần nhất đâu? Đây. Đây. Nè, đi đây. Cái này tao ở nhà tao làm con gì nữa. Nồng quá. Muốn làm ca nhí ơi, em làm gì anh ca nhí? Đẳng cấp. Trời. Đùa á, anh ca nhí ơi, cái thằng Quỳnh Tạ này bắn dữ quá em ơi. Nó biết có chơi game không? Gì sao không biết qua bữa hôm em bắn há ca ngang ngửa nha mà xem bắn thằng này mập địch chơi bắn gà với em. Tao giờ bắn hơi bị đỉnh luôn. Không khắc chế rồi. Thế chứ thằng ca nhí này PC nó bị hư rồi, nó bắn bằng điện thoại đó bơi. Hiểu không? Điện thoại mà vô hiện nguyên cái trời lý do lý câu với tao à. Chứ cái gì ba? Đâu rồi? Em đừng tập trung cái thằng quỷ kim hóa màu. Yếu rồi. Trời ba cái đồ quỷ này. Trời ơi. Đâu rồi xem. Cái này sao bám anh không được? Sao bám được? Tao cắm trời vô cái đầu nó. Cái gì vậy em? Thằng này nó bắn ngu quá, cái trưởng mà em bắn không lại nữa trời. Rồi 4-1 rồi, em nghe nhí ơi. Từ từ thôi em ơi. Bây giờ em cố gắng em làm lại đi cái thằng này á. Bây giờ anh sẽ xử đẹp đó. Rồi bắn đi mập địch. Gì mà đụng chạm tao hoài với đàn em đâu. Bắn đi. Ủa đặt eo hả mày. Tao kìa nó anh hoài kìa anh im. Vậy sao mà mày dám qua nhà tao mày kéo đàn em của tao vậy? Mày kêu đàn em tao phản bội vậy? Đàn em mày tự theo tao mà. Thằng này nó bắn hay thì đi theo nó thôi. Người ta bắn hay không? Mày bắn như cái bon boss vậy. Cái gì trời, bon boss là gì ba? Con boss. Lưỡi lẹ lưỡi không nội? Liếu cái lưỡi nói lại cái lời. Liếu lưỡi nói lại cái lời. Mày thử chọc tao cười coi tao bắt có được. Mày ca trốn nó mày. Ê! Cái gì vậy? Mày tưởng gì ha mập đít. Mập đít. Mở mở hắn kia. Rồi 4-2 rồi anh em à. Em biết ca nhí ơi, cứ như vậy mà phát huy nha em. Cứ gì phát huy nha. Okay, trời ơi. Tao là thùng lịch kèo mà. Đừng để tao bắn. Đừng. Sợ rồi. Bình tĩnh không anh ơi. Trời ơi, ba đồng quỷ này, ok chưa? Trốn rồi. Ở đâu rồi? Chơi mình chơi chạy không? Quỷ rồi. Quỳnh Tạ yếu rồi anh em à, Quỳnh Tạ yếu rồi. Quỳnh Tạ một máu. Trời ơi, Quỳnh Tạ một máu anh em ơi. Quá trời yếu rồi. Tụi. Năm hai em ca nhí hay còn chặn nữa thôi là em thua rồi. Mày nghĩ sao mà nó bắt lại tao? Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Ê, anh nói với mày nè em ca nhí ơi. Ở đời đừng bao giờ xem thường thằng khác, đặc biệt đừng xem thường thằng mát. Ok chưa? Đồ mát đại ca, khét quá đại ca. Đại ca nói chuyện này quá đại ca. Quá đại ca. Nói chuyện nèo đại ca là đúng rồi. Em ca nhí ơi, qua bắn luôn đi em ơi. Trời là trời ơi, nhức cái đầu. Hiểu không anh ơi? Quan ơi, hiểu rồi, bồng bao quan ơi. Ê, hay. Trời ơi. Cái mông của mày bị sốc nè. Bốn mày, năm ba anh em ơi. Anh em nào chưa nhấn like giúp tôi một nút like nha anh em ơi. Đó. Thì câu hỏi hôm nay khá là đơn giản, để cho anh em nhận kim cương thì tôi đố anh em Quỳnh Tạ nó sinh năm bao nhiêu. À. Anh em nào mà đón được cái thì comment bên dưới giúp tôi nha. Gì vậy bể mẫu ơi. Đó, và tôi sẽ như là tặng kim cương cho anh em nha anh em. Đó, mỗi người là 599 kim cương. Ủa, nhiều người vậy. Tao bình luận có được kim cương không? Thôi mày cứ bình luận đi. Trời ơi là trời. Trời ơi, đại ca bắn khét quá, đỉnh yếu quá. Yếu rồi, bạn ơi. Yếu rồi, lên đi. Tao yếu rồi, em đi, quyến quá. Anh em nhớ đón tụ của Quỳnh Tạ nha anh em ơi. 100 tuổi. Hàng chi nó mập địch phải rồi. Trời ơi, mày xem thương mặt quá. Mày bắn đi. Vì sao mà đặt keo hoài vậy? Nó đang căng thẳng. Ở gì ghê vậy? Rồi xong. Anh em ơi, còn tiền không? Đang chuẩn bị đi ăn cua hoàng đế nè. Nó giỡn thôi chứ sao mà thua được. Trời, 5-4 hả? Tao bắn chặn là chốt kèo 6-4 luôn nè. Rồi ok. Chặn cứu anh ơi. Một là lật cái kèo. Cái gì vậy? Chơi dơ dữ vậy? Quỳnh Tạ với lại là Invict ca nhí nè. Liệu có ai cái kèo tao đâu? Dạ. Rồi tỉnh thôi. Rồi đẳng lên đại ca, con cua hoàng đế nè đại ca. Ba đồ quỷ này, năm mũ giáo làm hoài. Lấy về. Đúng rồi đại ca. Đây đầu nè. Nghĩa đôi mình chia cách từ đây. Sáng đi ăn sáng nhẹ nhẹ hang của hoàng đế. Bạc trăng lừa hồng, đúng rồi đại ca. Win, đi ăn của hoàng đế anh em ơi. Không sao mà. Rồi sao? Cái gì, tao nói với mày một câu nè. Ở đời đừng bao giờ khinh thường người khác, đặc biệt đừng có khinh thường thằng mập, ok chưa? Vậy đi về đi ba. Trước khi tao về tao nói mày một câu nè. Ở đời đừng bao giờ khinh thường người khác, đặc biệt đừng khinh thường thằng mập. Đừng khinh thường nó nha. Thôi à.